cho nên xả là cách ly. Nhưng mà xả rồi thì nó chỉ giảm được thôi chứ nó chưa có dứt. Thôi thì bây giờ như chúng ta nhất tâm cầu nguyện cho cái bệnh COVID này nó sớm chấm dứt. Và những cái y bác sĩ, tình nguyện viên có đầy đủ sức khỏe để chăm sóc những người không may bị bệnh. Thì những người bệnh y theo lời hướng dẫn là sớm gặp thầy gặp thuốc, trở về đoàn tụ với gia đình. Cái cầu nguyện thứ ba nữa là cho tất cả những vị đã không may đã qua đời, nương nói quay thần tam bảo thính pháp nghe kinh, sớm sanh về cảnh giới an lành của một phương chư Phật. Và cung thỉnh cho tôn thượng đức tăng ni chứ chúng ta nhất tâm để cầu nguyện được Phật để chứng minh. Recording in progress. Kính thưa toàn thể quý nam nữ Phật tử. Hôm nay chúng ta tiếp tục. Và tôi cũng xin nhắc lại một lần nữa là tổ sư ngày xưa đó, các ngài muốn ra hoằng pháp độ sinh, các ngài phải giác ngộ, tức là minh tâm kiến tánh. Đức Phật thuyết pháp độ sinh cũng là người chứng vô thượng chánh đẳng chánh giác. Vì có giác ngộ, có kiến tánh mới biết được cái căn cơ của chúng sinh như thế nào. Thế nào là cần khai thị chúng sinh ngộ nhập Phật duy kiến, thế nào cái này là cái kia và cái nọ. Và hàng đệ tử xuất gia vô số. Và Đức Phật luôn luôn là quan tâm chỉ dạy tận tình. Cho nên tất cả cái vị mà ở thời Đức Phật thì do đại phước, đại nhân duyên. Cho nên các ngài đã thành tựu đạo quả. Và thời Phật, thời chư tổ xuất thế, các ngài cũng lần lượt tuyên dương chánh pháp, giảng kinh thuyết pháp, giáo ngoại việc truyền chỉ dẫn, biểu thị trực tiếp gián tiếp, là các ngài cũng đã minh tâm kiến tánh mới biết được cái căn cơ của người đương thời như thế nào. Và cũng đồng thời những người học đạo sau khi các ngài đã học đầy bụng những kinh luật luận biện tài vô ngại, nhưng mà các ngài thấy đây là chưa phải pháp xuất thế gian, chưa phải là pháp vô lậu giải thoát, chưa phải là pháp giáo ngoại biệt truyền, cho nên các ngài đi tham vấn. Mình thử hỏi Đức Phật có thuyết pháp hay không? Có. Lịch đại tổ sư có thuyết pháp hay không? Có. Các ngài đã tùy cơ tiếp Phật thành tựu đạo quả cho tới người đến tham vấn hay không? Có. Bởi vì các ngài đã kiến tánh rồi cho nên biết được tâm bệnh của chúng sinh như thế nào. Tùy theo đó mà thành tựu đạo nghiệp. Giống như bác sĩ mà trước khi ra trường á thì họ học bao nhiêu năm sơ gì đó mầm chồi lá,
rồi 1, 2, 3, 4 cho tới 12, rồi vô đại học, học mấy năm mới tốt nghiệp bác sĩ. Và khi tốt nghiệp bác sĩ rồi đó, thì họ có ra ngoài mở phòng mạch liền hay không? Hay là ở lại làm việc cho bệnh viện? Để làm gì? Để cống hiến đời mình cho bệnh viện, cho thầy, giúp cho người bệnh, và cũng đồng thời có nhiều kinh nghiệm. Và có kinh nghiệm rồi mới mở phòng phòng mạch. Đông y tây y cũng lại như thế. Và một bệnh nhân đến á, thì cái chỗ đa khoa, thì bác sĩ đa khoa nhìn bệnh nhân thế nào, họ cũng đã biết sơ lược rồi, rồi trải qua xét nghiệm, chẩn đoán, rồi quyết định đưa ra cái phòng chuyên biệt. Thấy bệnh nhân đã biết có bệnh rồi, không bệnh lớn, bệnh viện đến phòng mộc để làm gì? Một con người mà không có thắc mắc, không có tha thiết với sinh tử, thì đâu có đi thăm vấn các nơi để làm gì? Con cháu qua ngày đầy đủ rồi. Cũng như các vị muốn học thiền để làm gì? Để biết. Và tiến thêm bước nữa để làm gì? Và thực hành. Thực hành đạt hiệu quả gì? Để cho thân tâm mình được an lạc. Nếu được kiến tánh thì có sinh tử luân hồi, khổ não, đạt được tự do tự tại giữa cuộc đời này. Như thế cũng có người không hài lòng vì cho rằng Đức Phật thuyết pháp không có chỉ dạy chúng sanh. Thuyết pháp mà không có chỉ dạy thì làm sao đây? Tam thừa thì sao đây? Thanh văn duyên giác và Bồ Tát nói có khổ đau, cần phải lấy thứ diệu đế tu tập để dứt trừ khổ đau. Vậy là không có dạy sao? Rồi Đức Phật thuyết pháp cho vô số là tự nghiên cứu hiểu không? Trùng trùng duyên khởi hiểu không? Tứ pháp giới hiểu không? Đức Phật phải giải thích chứ. Giải thích đó là gì? Vậy có phải dạy mình không? Rồi bây giờ ở ngoài cuộc đời, tất cả những cái trường học cho đến lớp học, trường mầm non, thấy không, mầm chồi lá gì đó, nếu mà đưa ra là ABC đó, nếu mà không có thầy cô hướng dẫn, đứa trẻ 2-3 tuổi nó biết chữ đó ABC không? Nó đâu có biết đâu. Còn muốn cho nó viết đó, thì phải vẽ lên, viết lên, bắt nó đồ theo, rồi nó mới viết được chứ. Đứa trẻ mới sinh ra, không lẽ sinh ra nó đứng dậy nó chạy sao? Chỉ có trâu bò mới đứng dậy chạy chứ con người đâu có chạy đâu, phải không? Ngựa dê theo chó cho nó sinh ra đứng dậy nó chạy liền. Rồi con người phải sao? Sinh ra phải nằm, phải bú móm, phải nuôi dưỡng, phải là biết bò biết lọc đó, cho sự chăm sóc của cha mẹ tận tình, phải không? Rồi á, những cái đứa học sinh đó, đó nó học có 1, 2, 3, 4 cho đến lớp 12, dạy cái chương trình đó có ngoài bộ giáo dục không? Đâu có ngoài, phải không? À. Rồi á, cho đến trong đại học, tức là cử nhân, thạc sĩ và tiến sĩ có ngoài bộ giáo dục hay không? Rồi đó đưa ra một cái số toán, nếu mà không dạy cộng trừ nhân chia, nó chia ra làm được không? Như vậy là cần giáo sư không? Cần thầy cô dạy không? Cuộc đời đã như thế trong Phật pháp, các vị mới đi chùa, nếu mà chư tăng không hướng dẫn á, không dẫn dạy, các vị hiểu vô lý không?
lại Phật như thế nào, tụng kinh như thế nào, rồi là bố thí như thế nào, tức là cho và nhận như thế nào. Thường ở nhà thì mình cho là sòng phẳng bình thường không có gì, nhưng mà mình cho làm sao không tổn thương người ta nhận. Cái đó mấy thầy có giảng không? Thì giảng nó là gì? Không dạy là gì vậy? Rồi thậm chí á, thầy cũng không hài lòng mấy thầy giảng dạy, nói là đôi cù sức mẹ, đôi cù sức mẹ cũng chứng pháp. Đừng nói đôi cùi sức mẻ, các vị sẽ biết rằng á, cái dụng của Phật Pháp nó vô lượng vô biên. Chỉ có Bồ Tát nghịch hạnh mới làm được, mình làm được đâu. Bồ Tát nghịch hạnh, chẳng hạn như hàng sơn thập đắc, hàng sơn thập đắc là ngày tăng can á, ngài đi ra bên ngoài, mà ngài Tăng Can cũng là một tổ sư kiến tấn, nhưng mà đặc biệt chúng ta không rõ duyên do ngài kiến tấn ở đâu. Kể cả ngài Nguyệt Khê một tổ sư kiến tấn, mà khi ngài đọc lại tất cả những ngư lục cũng không tìm hiểu được nơi nào hoặc là nhân duyên nào các ngài đã kiến tấn. Nhưng mà khi đưa về là cái chùa Quốc Thanh á, thì các ngài ngang ngược lắm, sống vào cuộc đời buông lung, ăn nói thì là những tổ sư đã kiến tánh đó, thì các ngài khẩu phục tâm phục, còn những người mà chưa kiến tánh đó, thì chê bai các ngài là phùng điên. Và đôi khi sau ăn cơm của chư tăng đó, thì ngài đó lấy một cái ông tre lớn, rồi tất cả những thức ăn mà thừa của chư tăng á, rồi dồn vô ông tre, và đợi cho cái vị khác đến, rồi hai người cùng ăn rồi đùa giỡn. Và các ngài đã viết trên vách á, tất cả những cái bài thơ đều là xuất cách. Tổ sư đọc thì các ngài giật mình, biết đây là mật hành, không ai dám đá động thế nào hết. Và cuối cùng cái một vị quan tri phủ đó, cho nên muốn đến cái chùa Quốc Thanh, muốn biết tìm được những cái vị tổ sư, thì qua đó ngài là Phong Ca đã mách bảo là ở Quốc Thanh có hai vị dường như văn thù hổ hiền. Thì cho cái vị quan đó là đến, mà vị quan này là tâm đạo rất là cao, thường đi học hỏi tất cả các vị thiền sư, bởi vì cái đối đáp đều là rất là bén nhạy, nhưng mà thấu triệt cái Phật Pháp là chưa. Cho nên á, vừa đến á, mà hỏi vị trụ trì, nó ở đây là có cái hai cái vị đó tên là Hàng Sơn Thập Đắc đang ở đây phải không? Trụ trì nói phải, đang ở phía sau cả. Vị quan mới bước chân ra để đi xuống phía sau tìm, thì hai ngày nói rồi khi gã Phong Can đã tiết lộ thân thế của chúng ta rồi, thôi cái này không đủ duyên mình đi. Thì hai ngày nắm tay nhau vô trong núi ẩn mất luôn, lượm ở đâu không biết. Nhưng mà đó là những cái mật hạnh không làm được, phàm phu không làm được. Thì mình vội chê, chê là có lỗi, có lỗi. Thậm chí Bồ Tát hiện ra mật hạnh là một con heo, thì có một cái đạo tràng nọ đang hoằng quá tăng đi, thì cái người chứng tánh cũng rất là đông, thì giờ là có một cái vị tăng ở trong cái đạo tràng đó thì là cũng một tổ sư kiến tánh, nhưng mà ngài không có duyên ra hoằng quá, ngài hiện thân có bệnh, hiện thân có bệnh á, gã lỡ giống như ngài A Nặc Ca Tôn Giả vậy. Thì cái vị tăng á, ở trong chúng nó mới động lòng trắc ẩn, phát tâm chăm sóc cái vị tăng đó hết bệnh, và vị
con Túc này á hết bệnh rồi, giá sĩ vị tăng này từ giả ra đi, hỏi là bây giờ ông đi đâu, bây giờ con đi hướng đó, hướng đó. Ông đi hướng đó cho ta gửi một bức thơ, vị tăng kia nhận gửi bức thơ. Thì á, cái duyên á của các ngài là nó đã có sẵn rồi, cái nhân quả của các ngài là có sẵn hết rồi. Thì đó là vị tăng này mang thơ đến một cái chỗ cái thành nọ. Thì á, mấy là tìm một cái thành mà cái địa chỉ thì không có, mà dặn là giao cái bức thơ này cho bà Hà. Thì á, nghe á, mấy đứa trẻ nó hát, nó đùa đùa giỡn với con heo nó gọi là bà Hà. Làm cho vị tăng này thắc mắc hỏi vậy chứ, ủa rồi chủ của con heo này ở đâu? Đó, ông họ Triệu, ông chủ con heo này nè. Rồi là vị tăng mới đến tìm ông chủ họ Triệu, mới hỏi tại sao là cái con heo này kia nó là bà Hà. Nó là từ khi mà tôi lượm được nó đó, về đến nay nó không ăn gì khác, nó chỉ ăn bạc hà mà thôi. Cho nên tất cả mọi người kêu nó là bạc hà. Điều thứ hai nữa, từ khi nó về đây đó, thì tôi nuôi heo ở đây nó nhiều quá, tôi không biết được số lượng. Tới là bắt là làm thịt thôi. Mà một khi con heo này nó đến rồi đó, thì không mất con nào hết. Nó kêu lên một tiếng thì tất cả những con heo khác sắp hàng trở về chuồng ấy. Do đó cho nên tôi không nỡ làm thịt nó, chỉ có vậy thôi. Rồi á, cái vị tăng nó thắc mắc cái bức thơ này viết cái gì. Rồi mới cầm ra xé bức thơ ra coi, thì chỉ có mấy chữ thôi: quá duyên đã mãn nên thị tịch không ở lâu. Mấy chữ thôi. Thì ra là cái vị tăng đến trước con heo, nói có người gửi thơ đến. Con heo đứng dậy hạ miệng ra, thì vị tăng bỏ nó thơ trong miệng, bỏ xuống đất. Con heo nó lấy bỏ miệng nó nuốt rồi tịch luôn. Con heo đứng chết luôn á. Cô mê tín dị đoan không? Nếu không hiểu nó đây là mê tín dị đoan đó. Nhưng mà thật sự đây là mật hạnh, chỉ có trong đạo Phật, người bình thường không làm nổi, không làm nổi. Cho nên những cái vị sư á, tổ sư cũng như bây giờ, mà muốn ra hoằng hóa tổ sư chèo phải là những người minh tâm kiến tánh. Vì có kiến tánh mới biết được căn cơ của người đến học đạo như thế nào. Không kiến tánh không biết được đâu. Mình chỉ dạy nó sai, mà chỉ sai là không lợi ích cho người học đạo, mà cái người chỉ sai lầm cũng có lỗi. Chính vì thế mà tổ sư ra hoằng hóa tổ sư thiền phải là cái người minh tâm kiến tánh. Ngày nay mình tìm có hay không rất là hy hữu. Mặc dầu chư tôn đức đã ra hoằng hóa rất nhiều, rất nhiều đạo tràng, mở thiền rất nhiều, trên mạng thiền cũng rất là nhiều, nhưng các vị xét xem lại sao, xét xem lại coi nó có phù hợp với chính mình hay không, và nó có đúng ý của Phật, của Tổ hay không. Bởi vì chúng ta ngày nay tìm cái người minh tâm kiến tánh không có ra, và mình không có biết, dù có tìm ra mình cũng không biết vì đó kiến tánh hay không, gọi là phàm thánh đồng cư theo trình độ. Và nói theo thì nó là rồng rắn ở chung, không biết được. Chính vì thế mà
Tôi cũng từng nói tôi chỉ là cái người giới thiệu đến các vị, vì tôi đã biết Pháp. Người biết Pháp giới thiệu người chưa biết Pháp, người đã học giới thiệu người chưa học, đang học và sẽ học. Và cũng đồng thời gieo duyên với tất cả các vị ở đời này cũng như đời sau. Bởi vì Phật đã dạy thế gian vô thường, quốc độ huy phí, tứ đại khổ không, ngũ ấm vô ngã, sanh, diệt, biến, dị, hư, ngụy, vô trụ. Mình có làm chủ được không? Trong đời này mình thành tựu đạo quả không? Cũng có người thành tựu. Cho nên gieo duyên. Bởi mình biết rằng á, nghiệp chướng quá nhiều. Nghiệp chướng quá nhiều. Cho nên học không bao nhiêu, mà tu hành thì cũng không bao nhiêu. Nhưng mà chỉ biết Pháp, cho nên người lớn nói người nhỏ nghe, để giới thiệu người nhỏ. Người đi trước giới thiệu người đi sau, người biết giới thiệu người chưa biết. Nói theo thế gian gọi là gì? Giới thiệu sản phẩm. Người giới thiệu sản phẩm có lỗi không? Mà nếu giới thiệu đúng. Còn nếu giới thiệu sai đó, thì tội cũng vô lượng. Cho nên phải cẩn trọng. Phật đã dạy, tổ đã dạy, chứ không phải để cho mình chọn lửa, mình chọn lửa không có được. Bây giờ mình trạch Pháp, tổ sư cũng đưa ra cái phương tiện cho mình rồi. Tịnh Độ Tông tức là niệm Phật, Thiền Tông tức là tham thiền. Mà tham thiền thì có vô số, thiền minh sức thể, thấy không? Tư niệm xứ, hả? Rồi là gì nữa? Sổ tức. Rồi chỉ quán hoàn tịnh tức là tam chỉ tam quán. Nhĩ căn viên thông, nhiều vô lượng. Rồi bây giờ đó giảng trật, ai giảng trật? Phải là cái người biết mới giảng trật được. Mà biết mặc dầu trong cái ý thức phân biệt, chưa phải là cái biết của tự tánh, chưa phải cái biết của tự tánh gặp vị. Cái biết của ý thức phân biệt, 2 với 2 là 4, 2 lần 3 là 6. Phật học danh số, chứ Tôn Đức không giải thích. Các vị biết không? Tam bảo, tam tù tịnh giới, căn bản phiền não, tùy phiền não, không có thầy làm sao? Thế gian ta nói là gì? Không có thầy đố mày làm nên. Mà chư Phật chư Tổ đã dạy rằng là Phật tử, là tăng ni của chúng ta, đừng bao giờ phê phán bất cứ một cái tông phái nào của đạo Phật. Bởi lẽ những cái tông phái đó là được lịch đại tổ sư đã phán định, chia sẻ, phân tích, gom góp lại cho chúng ta y theo lời Phật dạy. Các ngài đã chọn lại cho chúng ta như thế đó. Nếu không có các ngài thì tam tạng giáo điển của Phật mình không thể nắm bắt hết được. Cho nên các ngài đã phân chia thiền, giáo, tịnh độ, luật, chia tất cả cái đó. Rồi ai đó là hợp với căn duyên nào thì chọn cái căn duyên đó. Không có ép. Ép không thành tựu. Ép không thành tựu. Cho nên tự mình chọn. Mà muốn như thế đó thì phải cần có nhiều người trên mọi bệnh viện, trên mọi góc độ, trên cõi đời này.
Mỗi người một phương pháp, mỗi người một điều kiện, mỗi người một nhân duyên giới thiệu. Rồi tất cả chúng ta cùng nhau lựa chọn cái nào phù hợp để mình đi. Tất cả các vị đi vào đại học có chọn khoa không? Tâm lý học, y học, kỹ sư, bác sĩ có chọn không? Hay là vô học đại? Học đại nó khác rồi, đại học nó khác đó. Mình học đại hay là đại học? Nói được cho các vị thấy mình học đại hay là đại học đây. Rồi mình vô đại học mà không có giáo sư hướng dẫn phương pháp làm bài, phương pháp phân tích, phương pháp đọc sách, phương pháp rèn luyện, mình tự biết không? Đức Phật có ngồi thiền không? Rồi có chỉ dạy đệ tử ngồi thiền không? Đời xưa và đời nay tiếp nối như thế có sai không? Có lỗi không? Cho nên chúng ta là Phật tử, là tăng ni, mà tăng ni là đại Phật tuyên dương, tuyệt đối không bao giờ chỉ trích một tông phái nào trong đạo Phật, bởi lẽ đó là lời của Phật nói. Mà mình chê bai tức là chê Phật, chê pháp và chê tăng, chê cả Tam Bảo rồi còn gì để nói? Một vị tăng mà chê giáo pháp của Phật thì còn gì nữa để nói? Các vị học luật trong cái lớp này cũng có tham dự. Luật để làm gì? Có lợi ích cho mình không? Rồi đó là mình có thấy người ta sai mình hướng dẫn có được không? Ví dụ như bây giờ người đó đi có một mình, ngồi một mình, rồi dẫn một Phật tử, một tăng dẫn một Phật tử đi ngồi chỗ vắng. Rồi vì học luận ai đi là phạm luật, thầy phải đi phải có hai người, ba người. Học luật để gì? Để nhắc nhở cái người không biết luật, phải không? Rồi ví dụ như là cái này cái gì học luật phải nói, phải biết là có một cái Phật tử hỏi một vị tôn túc chư tăng hay là tu sĩ đã phạm giới ba la di thì như thế nào, thì cái vị tôn túc trả lời rằng nếu một tu sĩ mà phạm ba la di thì trong vòng một tiếng đồng hồ, trong vòng một tiếng đồng hồ là phải báo cáo với tăng đoàn và cầu xin sám hối với 20 vị tăng. Mà 20 vị này nhất tâm, tức là họp lại đó, là kêu bằng gì? Yết ma. Ở ngoài giờ mình đây họp lại đó, rồi đồng ý cho vị tăng này sám hối, coi coi đó là cố tình hay là vô tình, phải không? Nếu vô tình phạm giới thì cho người ta sám hối chứ. Cho nên phải phán xét đó là ở mức độ nào của cái hội ba la di. Mà phải là làm thị giả cho 20 vị tỳ kheo đó. Nếu có một vị không hài lòng á thì yết ma không thành, tức là cuộc họp trước là không có hiệu quả. Thì tất cả tăng ni này đi học luật, các vị không hài lòng trả lời câu nói này. Tại sao? Mới lần đầu hỏi là tôi cũng chơi vơi. Chừng tôi nghe rõ lại tôi biết liền đó. Bởi vì các vị nói là tăng ni đến hỏi cái mấy vị giáo thọ, luật sư, nhờ các ngài giải thích. Các ngài cũng không đồng tình với tăng ni. Các vị thấy ở chỗ nào? Ở đây chưa tăng nè, học luật nè.
Thì các vị nói rằng thời Đức Phật làm gì có đồng hồ? Cái thứ nhất. Cái thứ hai là không được qua đêm. Phạm giới rồi là không được ở lại một đêm, sáng mới đi. Còn cái đằng này á, phạm giới Bà La Di rồi, trong vòng một tiếng đồng hồ, một tiếng đồng hồ với một đêm nó bao xa? Cái nào nhanh và chuẩn xác và khó khăn hơn? Phải một tiếng đồng hồ không? Thời gian quá nhanh. Còn kia không được qua đêm. Thứ hai, cái thời gian nó như thế nào? Cho nên cái người hoằng luật phải hiểu chỗ này. Ăn đi học luật phải biết chỗ này. Khai giá trì phạm các vị đã biết rồi. Đã biết rồi. Cho nên chúng ta thấy á, Ngài Obali không có sai, là bậc hàng đầu, bậc thượng thủ của người trì luật. Phật hết lời khen ngợi, và hàng Bồ Tát Thanh Văn cũng kính trọng, không ai chê bai một chỗ nào. Nhưng á, có hai vị tăng á, ở trong một cái cốc, rồi một vị ra bệnh ở lại, không được khỏe, một vị đi khất thực ra bên ngoài. Thì Phật tử nữ Duy Ngang thấy động lòng vô hành xử. Cái vị tăng nào đang ngủ mê, giật mình thì đã biết. Thì vị tăng kia là đi trở về, thấy cái cảnh như thế, vừa la lên được cô này quá chạy, dấp té chết. Thì căn cứ theo luật á, thì là một vị tăng kia là phạm giới dâm, còn một vị tăng nọ thì phạm giới sát. Rõ ràng mà, chứng thực chứng mắt mà thôi, và còn tại thế đó. Rồi hai vị tăng này thắc mắc, mình không cố ý làm, không cố ý la hét, nhưng mà lại làm chết người, lại là phạm giới, không thể chối cãi được. Nhưng mà trong tâm thắc mắc, đến hỏi Ngài Obali, thì Ngài Obali lại căn cứ vào luật Ngài có tội. Cái tội đây là đúng, không có sai. Thế nhưng hai vị này chưa an lòng, thì đến bạch với Phật là không dám, mới đến hỏi Ngài Duy Ma Cật trường hợp xảy ra như thế là như thế nào. Duy Ma Cật là Bồ Tát nghịch hạnh, trợ duyên cho Đức Phật, cũng là phụ tá cho Đức Phật, có ra hay là gì? Trợ lý, phụ tá, trợ duyên cho Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Một vị cổ Phật Bồ Tát nghịch hạnh, thần thông diệu dụng vô lượng vô biên, hàng Bồ Tát không ai bằng Duy Ma Cật, kể cả Ngài Thù Sư Lợi Bồ Tát. Thì đến hỏi thì Ngài Văn ra, Ngài Duy Ma Cật nói gì? Tội tánh vốn không, vậy ông để chỗ nào? Nói trên cái lý, nói từ tự tâm tạo tác, không có giải thích, không có biện minh gì hết. Tội tánh, cái tánh nha, người biết tội tánh vốn không, còn kia là sự, phạm giới đó là sự, là hiện hữu, là chứng thực, là pháp. Rõ ràng con này là tánh, tánh tội vốn không, vậy để ở chỗ nào? Hai vị chứng quả là án liền. Đó, cái gì học luật cái mình phải thấu triệt cái chỗ này. Mà tại sao mà Ngài Duy Ma Cật nói vậy, có sai không? Không sai. Ngài nói trên cái tánh, mà tánh tướng được, tánh mà được rồi á là tướng, mà tánh tướng bất nhị. Mà Ngài Hồng Bơ Ly á nói trên cái sự tướng, mà không thấu rõ được cái tánh. Bởi vì Ngài chứng quả A-la-hán, mà A-la-hán á thì còn gì? Trần sa hoặc và vô minh hoặc, hai phần phiền não phải không? Hai phần vô minh phải không? Trần sa và vô minh. Cho nên không thấu được tội tánh vốn không, thì căn cứ lời của Ngài kết luận cũng không sai. Tội tướng mà. Còn đến Duy Ma Cật nói là tánh tội vốn không có,
Cho nên chỗ sư thiền nói là gì? Phạt chúng sanh tam vô sai biệt, Phật lễ gì đó, ngã lễ sở lễ tánh không tịch đó, cảm ơn đạo giao năng năng tư nghị, nó không tịch mới tư nghị được, tức là vắng lặng, tên gọi khác nhau. Cho nên sự lý tánh tướng viên dung thể dụng Phật tổ nói ra đồng thời có đủ. Còn mình chưa ngộ được, mình không có hiểu, mình căn cứ vào một mặt rồi mình lên án rồi mình có tội, có tội lớn. Cho nên chính vì thế mà chúng ta là cái người học Phật phải thận trọng. Và tất cả các vị tổ sư các ngài á, không phải ai là dốt hết đâu. Có người là không biết chữ cũng có, nhưng mà thành tựu. Nhưng mà ta không ngờ đâu, lục tổ uy năng không biết chữ, người ta không có tin, rồi chê bai nó không đủ tư cách, phải thần tú mới đủ tư cách làm tổ. Không có đúng, không có hiểu, không hiểu ý của tổ. Đây là giáo ngoại biệt truyền, từ Phật đến tổ không nói ra bên ngoài, mình không có biết. Mà tại sao lại một cái người lại không biết chữ mà lại được truyền pháp? Đây là cái không thể lý giải được. Mà chư tổ sau này tất cả đều là chắp tay cung kính lễ bái, và nói rồi, nói rằng là ngài nói từ tự tánh lưu xuất, không có chỗ nào bình luận được nữa hết. Mà nếu ngài không có tỏ ngộ được đó, thì làm sao đến sinh mảnh đất của Trần Á Tiên mà quăng cái họ cụ ra trồng hết mảnh đất? Không có kiến tánh là không có cái dụng này, không có thần thông này được, phải không? Không có thần thông này mà. Nhưng mà sử dụng trường hợp rất là đặc biệt, vì hoằng pháp lợi sinh cần một cái trụ sư. Thời đại Đức Phật nó khác, mà thời đại lịch đại tổ sư nó khác, thời chúng ta nó khác. Không có trụ sư thì các vị nơi đâu mà ở? Đạo tràng lục tổ mà không có cái chỗ Trần Á Tiên á, cung đất á, thì làm sao mà độ vô lượng vô biên vô số chúng sinh? Một cái đạo tràng á, giờ lớn á, chẳng hạn hoằng pháp không rộng làm sao chứa mấy ngàn người? Phải không? Xá Lợi không rộng, Vĩnh Nghiêm không rộng làm sao chứa mấy trăm người? Học viện không rộng làm sao chứa cả ngàn tăng ni học? Học viện ở Bình Chánh á, cả ngàn tăng ni chứ không phải ít đâu. Nói bên trong bởi tâm vị không có bên ngoài, chứ quý vị đi sao sát bên trong coi, rất nhiều lớp. Và tăng ở rồi đầy dãy trong đó hết trơn à, không có ra bên ngoài mình không có thấy. Nếu không có tăng ở đâu? Cho nên mình phải hiểu, khi người ta cất chùa mình đừng lên án. Chi chùa to Phật lớn, tôi là không cần nè, không được. Mình nói rồi là mình cũng vấp thôi. Nói là mình tạo Phật tại tâm, chùa tại tâm, không có được. Phật tử đến là nơi tôi nào ngồi nghe thầy nói pháp hả? Mai là thời đại 4.0, tôi ngồi đây tôi nói các vị ngồi tại nhà vẫn nghe. Đó là thời đại 4.0, mỗi một cái thời đại, mỗi một cái biến đổi, cập nhật quá cuộc sống. Thì trên con đường hoằng pháp á, thì chưa tôn đức cũng cập nhật quá. Cho nên chúng ta thấy lịch đại tổ sư chúng ta rất là nhiều, các ngài cũng đã tiến tánh cho mình đâu. Nhưng mà lịch sử ghi là quá yếu, tôi thấy là cũng thôi. Tôi tiếp nối Tiền Ân Đạo Giả nè, ghi có 5 trang à, nó có 5 dòng à. Nè, Tiền Ân Đạo Giả ha, sanh năm là 902, thì tịch là 979, đời thứ 11 dòng Tỳ Ni Đa Lô Chi. Rồi bắt đầu nè: sư họ Lữ quê ở làng Cổ Pháp, tuổi nhỏ đã xong thích không thích việc đời, sau khi là sau theo Đinh Trưởng Lão xuất gia và đắc pháp.
Sư trụ trì chùa Sông Lâm làng Phù Ninh, Phổ Thiên Đức, niên hiệu Thái Bình thứ 10 triều đình. Triều đình tức là niên hiệu Thái Bình, tức là trường triều đình, tức là đinh Tiêu Hoàng đó. Nhằm năm Kỷ Mão, sư viên thực thọ 78 tuổi, ngắn quá. Nhưng mà cũng ghi vào sử để chi, để mình nêu gương. Dù nó vắng tắt nhưng mà ngài không có cơ duyên quần quá. Và cái chỗ tỏ ngộ của các ngài là không biết ở chỗ nào, mặc dù như thế, nhưng mà nương với ngài Đinh Trưởng Lão, ngài đã minh tâm chân tánh. Biết đâu ngài đã kiên tánh rồi, cho nên đến hầu thầy để thầy chứng minh cho. Cho nên cái này mình không có lường trước được, cũng không phán định được, mà cũng đừng khẳng định. Cho nên người xưa ta gọi là gì? Giả thiết. Trong tôn học cũng thế, phải không? Định lý Thales, định lý Pythagore, phải không? Rồi là sao này, tại sao ta gọi là giả thiết Arunus? Lâu quá cái miệng tôi nó quên từ gọi Arunus gì đó. Là giả thiết trong toán học, mà không gọi là định lý đi. Hả? Bởi vì người sau họ phát minh nó siêu việt hơn người trước. Cho nên ở người trước là gọi là giả thiết. Giả thiết, thiết là bài ra đó, chứ không phải chữ thuyết là cái lời nói. Bài ra để chỉ cho người ta vậy 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 đó. Ở trong toán học thì các ngài cũng đã xong rồi, cho nên đến để nương tựa và được chứng minh, cho nên không có duyên quần quá. Không có duyên quần quá thì chúng ta thấy cũng gần thời đại mình mấy trăm năm thôi, tức là thời vua Ung Chính nhà Thanh. Thì vua Ung Chính là cũng là một cái người kiết tánh, nhưng mà bận trị vì đất nước, cho nên không có ra quần quá với đạo, mà chỉ là cai trị đất nước theo con đường bát chánh đạo. Thì một hôm á, thì mẹ của vua Ung Chính mất. Mẹ vua Ung Chính mất rồi thì là tìm lại trong cái triều đình. Thì vua hỏi tất cả những cái vị tôn túc ở trong triều đình, thì không có vị nào đáp ưng ý vua hết, tức là không có lời xuất cách giải thích theo cái phương tiện mà người xưa đã chỉ lại thôi. Cho nên không có lời xuất cách, cho nên vua Ung Chính không hài lòng. Và đang ngồi đọc sách ưu tư, rồi cuối cùng nó nằm ngủ. Nằm ngủ rồi mới nằm chìm chim bao. Rồi mẹ mới mách bảo nói là ở Hàng Châu có Cao Tăng. Bây giờ một cái tỉnh ở Trung Quốc, Hàng Châu có gì biết nó lớn cỡ nào, phải không? Bây giờ làm sao mà mời một vị Cao Tăng ở Hàng Châu? Chính vì thế mà vua mới ra lệnh tất cả chư Tăng ở Hàng Châu, Hàng Tỳ Kheo trở về triều đình để làm lễ siêu độ cho Thái Hậu. Thì tất cả chư Tăng đều lần lượt lên đường, đi ngang qua một cái ngã ba đường, thấy có một vị Tăng. Vị Tăng này từ khi xuất gia cho đến mà kiến tánh thì không có duyên với Phật Pháp, nó không có duyên với Phật tử, không có duyên Phật tử. Rồi á, ngài đã kiến tánh rồi mà trong lúc này tu trì đó, quên ăn bỏ ngủ, mọi việc ở bên ngoài bỏ hết. Thậm chí người thân á, đến thăm. Thì bà mẹ thương con sai người chị đến thăm ngài. Thì trong chùa chỉ ra ngoài khi hang đá, thấy ngài ngồi ở đó. Áo là giá chậm ra đột hết trơn à, che tua lắm. Rồi người chị gọi ngài cũng không quay mặt nữa. Rồi mới là về báo với mẹ, mẹ cho đem một sắp giải đến. Gọi ngài, ngài cũng không lung lai.
rồi quăng bỏ bên cạnh đó. Về mấy tháng sau đến thăm thì sắp giải lên bụi. Ngài đã kiên tấn. Khi kiên tấn rồi không có duyên hoàng quá. Ra ngã ba đường đó ngài giác cái giếng, giấc giếng ha. Rồi đó là kiếm cái khạp múc nước để ngã ba đường cho mọi người lấy nước trong mọi người qua lại uống. Cái này phát xuất từ thời nhà Thanh ha. Trước đó mình không biết, nhưng mà ở Việt Nam mình bây giờ đó, ở Bảy Hiền cũng có những Phật tử đó, rồi họ là làm những cái khạp nước ra để ngoài đường cho khách qua lại uống á. Rồi có lẽ các vị đó là cũng nói theo cái gương này. Khi Chúa Tăng đi ngang qua đó thì ngài mới hỏi các ngài đi đâu thế, nói là về triều đình làm cầu siêu cho thái hậu. Thì ngài mới nói là cho tôi theo với. Các vị nó xôi ông ăn mặc lâu thôi, đầu tóc rối bù, nó đứng gần nó bốc mùi rồi đi cái gì. Thì vị tăng nói rằng thôi thì tôi quẩy hành lý cho các vị. Vị tăng nói được, ông khỏe mạnh ông quẩy hành lý được. Khi mà quẩy hành lý về đến triều đình, Chúa Tăng lần lượt đi qua hết, đi qua hết. Ngài đứng trước cửa trao hành lý cho người ta không vô, rồi đi qua đi lại. Rồi cái lính gác cổng nó chạy vô báo với vua, ở ngoài cổng có vị tăng ăn mặc lô thô đi qua đi lại không chịu vào. Vua chính đích thân ra cổng đó, rồi thấy là biết vị tăng rồi. Ủa sao hòa thượng không vào, trắc nghiệm mà. Thì là ngài mới nói ở dưới đất này á, hoàng thượng đã chôn kinh Kim Cang một dọc dài, làm sao mà vào. Vua Ung Chính bảo rằng thì hãy đi ngược mà vào. Đi ngược lần sau, đi ngược cõi hai tay đi vào, hai tay đầu xuống đất đi vào. Vua chưa hài lòng. Rồi á thì là bắt đầu là cho cậu tóc, tắm rửa, mai áo, quần áo mới. Mà tắm rửa đó, vua Ung Chính đặc biệt phải là cũng cắt thêm cho cung nữ tắm rửa. Sau khi tắm rửa xong rồi thì giờ vua hỏi cung nữ sao. Thì cung nữ trả lời rằng nó là thần thiếp đã hết cách, do mà ngài vẫn y nhiên không lay động. Vua mới phục lần thứ hai. Cái lần thứ ba rồi vua mới triệu tập ngài đến để mà bàn cái lễ kỳ siêu như thế nào. Thì ngài nói thôi thì dọn cái bàn đó đi, rồi bình bông, giữa trái cây, bát nhang. Vua thấy đơn giản mà không chịu. Không chịu, ngài mới nói thôi thì làm cho cái tràng thang viết tên họ thái hậu đi. Vua làm cái đó viết tên họ thái hậu. Rồi đó, sáng ra làm lễ là Chư Tăng đứng ngay à. Ngài cầm cái tràng thang á, ngài nói con câu à. Câu gì? Anh chị nhớ không? Tôi nói rồi. Buông xả hết mọi duyên, hay là buông xả vọng vọng duyên, được sanh về cõi trời. Có vậy thôi, buông xả hết mọi duyên, hay là buông xả hết mọi vọng duyên, sẽ được sinh về cõi trời. Nói một câu là cầm cây phất trần qua qua một cái bài vị thôi, tức là cái lồng, cái tràng phan á, qua ngang nói một câu là thôi. Ngày nay chúng ta thấy kinh sư có tràng phan đó. Xong rồi thì vua đang tưng hưởng đứng tại đó là mùi thơm nức cái bay đầy phòng đó. Thì thái hậu mới trả lời, tiếng của thái hậu nói thôi hãy đánh lễ thánh tăng đi con, nhờ người mẹ mới được siêu thoát. Ấn Độ chỉ có một mình thái hậu thôi, nhưng cũng đồng thời làm chấn động tâm thức của vua Ung Chính. Rồi sau đó thì vua mới dẫn đi ra ngoài qua viên để tham quan. Ngài mới ngó cái quần của vua đang mặc,
mà chú mà mặc hai ba quần mà. Cho nên ở hòa thượng thấy cái này á, cổ tại chỗ đưa ngày mặt tại chỗ luôn, mình làm không nổi, bất lịch sự phải không, trước cung đình mà. Nhưng mà chỉ có những người này mới làm được thôi, người này mới làm được. Dẫn ra Hoa Viên thấy một cái tháp rất là đẹp, ngài ngon ngó vuông chính hủa, hòa thượng thích cái này hả? Thích. Rồi mới sai cái người đục dâng lên cúng dường. Ngài cầm cái này rồi nó ở lại mình giỏi nhớ tu hành nghe, dùng thần thông bay đi mất. Từ đó vuông chính mới bắt đầu nghiên cứu và thiền và tu tập đến kiến tâm. Cho nên những cái nghịch hạnh nên mình không làm được, những viết sách vở như thế mình cũng không làm được. Mà tổ sư các ngài viết các ngài có ý, đừng chê trách người trước. Và ngài thiền sư Sùng Phạm sinh năm 1004, người mất năm hay là thị địch năm 1087, đời thứ 11 tùy ni Đa Lưu Lưu Trì. Ngài họ Mâu, dáng vẻ mạnh mẽ to lớn, hai trái tay thòng xuống đến vai, hai trái tay thòng xuống vai là cái tướng là hy hữu rồi các vị. Người nào mà tay dài là tướng hy hữu không? Mà tôi thấy có người có đó là hòa thượng đệ nhất pháp chủ người Đức Nhuận, lúc ngài còn trẻ đó, bốn mấy tuổi, người chụp bức ảnh đó, lỗ tai nó tới đây nè, sắc dai nè, cực kỳ đẹp. Tôi nhìn chú tưởng là Bồ Tát không, chứ không phải là hình của hòa thượng, rất trang nghiêm, cực kỳ chưa từng thấy. Trong đời tôi thấy đó, cái hình ảnh của hòa thượng lúc còn trẻ lỗ tai giờ chứ, mà nhìn vô là cái tướng không có thể nói được, quá siêu việt. Thì ở đây cái tướng của ngài Sùng Phạm cũng thế. Xuất gia xong, sư đến tham vấn với ngài Vô Ngại ở Hương Thành. Sau khi được tâm ấn, sư dạo khắp Thiên Trúc để học hỏi sâu rộng. Mãn 9 năm, sư trở về gồm những thông giới định tuệ, tức là đã kiến tánh rồi nhưng mà chưa có cái viên mãn. Ngài muốn biết thêm cho nên sang trung Ấn Độ học 9 năm nữa, học 9 năm lúc đó là giới định tuệ. Thì tất cả những cái ứng dụng của ngài rất là tự tại. Tại sao tôi nói là chưa viên mãn? Các vị biết bơi, họ biết bơi, bơi bị bỏng thì được không? Có chèm không? Không chèm. Bơi xa được không? Không đủ sức. Mà mỗi ngày mỗi bơi vậy đó thì nó thuần thục. Bơi xa được không? Bơi lâu được không? Đấy tỏ ngộ rồi mà còn phải bảo nhậm 9 năm. 9 năm đi học hỏi cũng đồng thời là bảo nhậm 9 năm để cho tác phong trở thành thuần thục, ứng xử cuộc đời không bị vướng. Về sau sư trụ trì chùa Pháp Vân ở làng Cổ Châu, Long Biên, thuyết pháp giáo hóa học giả các nơi quy hướng rất đông. Hoàng đế Lê Đại Hành nhiều phen thỉnh sư vào cung để sư hỏi quyền chỉ. Vua lấy lễ đãi rất trọng hậu. Đến năm Quang Hữu thứ 3 triều nhà Lý, đây là hành xong rồi, giờ đại lý lên thai, tức là Lý Công Quẩn, là 1087, nhằm năm Đinh Mão sư viên tịch thọ 84 tuổi. Vua Lý Nhân Tông có làm bài tri tặng sư. Nước Nam ngài Sùng Phạm tâm không chi độ về. Bây giờ tôi cũng cần các vị tâm không chi độ về đó. Mà tâm không là nghi tình phải thành khối. Nghi tình thành khối thì tâm mới không được. Nghi tình thành khối, nghi tình tan vỡ, tự tánh tự hiện mới gọi là tâm không hợp đệ quy, tức là tâm không chi độ về. Tay dài hiện tướng lạ,
pháp tác thể nhiệm màu à. Tức là vua thần Lý Nhân Tông đã làm một bài kệ bốn câu để ca ngợi cái đạo hành của ngài. Đó thì lại chúng ta thấy tiểu sử cũng rất là ngắn, mặc dù ngắn tôi nói nhưng mà các vị cũng đừng có phiền lòng ha. Nhưng mà công người xưa viết lưu lại rồi công có bậc tiền bối dịch và in ấn, mình chỉ tham khảo thôi, tham khảo có lỗi gì hả? Đâu có lỗi gì đâu, nhưng mình tham khảo thêm ha. Tức là ngài Định Huệ đời số 12 dòng Tỳ Ni Đa Lô Chi, và tất cả tổ sư Tỳ Ni Đa Lô Chi các ngài đều có thần thông biến hóa vô lượng. Bởi vì có mật thì mật dung thông. Sư họ Khúc quê ở Cẩm Điền, Phong Châu. Lúc đầu sư cùng thiền sư Vạn Hạnh thờ thiền ông đạo giả làm thầy, tức là ngài Vạn Hạnh đó. Ờ, ngài đạo giả làm thầy, ngài đạo giả mặc dù có mấy dòng thôi, nhưng mà ở chỗ ngài Định Huệ và ngài thì Vạn Hạnh đó, thì có hai vị lão túc đến thăm học và được truyền tâm ấn thành tựu, hay không? Mặc dù ngài là đạo giả rất ngắn có năm dòng thôi, nhưng mà dạy được hai vị, đây cũng như có năm vòng sáu dòng thôi cũng hết rồi mà thành tựu một vị Phật. Rồi sau sư về trụ trì chùa Quang Hưng ở làng An Trinh, Phủ Thiên Đức. Ngày xưa Phủ Thiên Đức không biết ngày nay Hà Nội mình là cái phủ gì, tỉnh nào, quận huyện nào mình chưa rõ. Sắp tịch sư trao pháp ấn lại cho đệ tử là Lâm Huệ Sinh à, Lâm Huệ Sinh. Ngài Lâm Huệ Sinh cũng là một thiền sư tinh tấn văn hóa cũng rất sâu rộng. Và ngài Xuân Phạm á, và ngài Định Huệ thì văn hóa cũng rất là ít, chỉ có ngài Vạn Hạnh là văn hóa sâu rộng thôi. Thế thì chúng ta thấy tùy dân duyên của các vị lựa chọn pháp Phật á, nói ra thì nó nhiều vô lượng, nhưng mà tụ trung thì có năm pháp mà tổ sư đã giảng trạch: tâm thiền, niệm Phật, trì chú, giới luật và giáo môn, tức là kinh điển năm môn đó: Tịnh Độ Tông, Thiền Tông, Mật Tông, Giáo Tông và Luật Tông. Ngài đã phán định cho chúng ta đó. Rồi trong cái tông, năm cái tông chi này đó, năm đâu cái tông này đó, thì các vị chọn, thì các vị học, các vị giáo sư dạy cái gì là gì? Thất Bồ Đề Phần. Trong Thất Bồ Đề Phần có cái phần trạch pháp, phải không? À, có phần chọn pháp. Vậy thì các vị là chọn một đường mình đi hay là chọn nhiều đường? Cái này tôi nói sẽ tục tí. Dừng vợ ra chồng mà lấy một chồng, hay lấy nhiều chồng, mà lấy nhiều vợ. Thế gian nữa, phải không? Có một thôi chứ phải không? Pháp cũng thế, một pháp mà hành trì. Cho nên tổ sư nói gì? Nhất thiết chư pháp giai thị Phật pháp. Mặc dù tôi nói thế gian nhưng mà tất cả các pháp đều là Phật, Phật pháp. Mà chọn rồi đó thì phải chọn đời, phải không? Chọn đời mà đi chứ, vợ chồng cũng phải chọn, chọn đời. Cũng người tu cũng vậy, miệt mài chọn, chọn đời. Nhất môn thâm, thâm nhập. Còn thế gian thì gì? Nhất người tinh, nhất thân, thân vinh. Còn mình nhất môn thâm, thâm nhập. Muốn đi có một đường này, thấy không? Muốn đi đường này thì cứ đi thẳng thôi, đừng có quanh co nữa. Mình thi ra đậu hai trường thì học một trường, không thể học hai trường.
Mặc dù mình thi hai trường hai môn đó, nhưng mà rồi mình chọn cái môn nào ưa thích nhất, đó là gì? Giữa niệm Phật và thân thiền các vị đang phân vân, chưa biết học đại học nào, chưa biết thân thiền hay niệm Phật, phải không? Cho nên mình phải quyết định chính mình. Phật không quyết định thế cho các vị, chư tổ không quyết định thế cho các vị, chư tăng không quyết định thế cho các vị. Muốn ăn thì là các vị ăn, muốn tu thành tựu các vị phải thành tựu. Một khi chọn rồi á thì mình á thực hành đừng cho gián đoạn, nhưng mà phải tròn bổn phận ngang, chứ đừng nói hôm nay tôi không làm gì hết, cái gì cũng không không, cái đó là sai rồi. Không làm gì hết, tôi tu à, cái gì cũng không không, giả không, chấp không rồi, trật lất à, không đúng đâu. Chấp không nặng quá, cái gì cũng không không, rồi gì cũng không làm, thành cái gì cũng trật, sai rồi. Cho nên á, để khởi câu khởi đầu có nghi tình và làm tất cả các bổn phận của mình không thiếu sót, đó mới thật sự là một Phật tử chân chánh của hành giả tham tổ sư thiền. Đến đây kính chúc các vị an lạc và hồi hướng như hồi nãy chúng ta để hồi hướng.